Nghiệp Thành xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình Bình luận thời sự trưa thứ hai, ngày 2 tháng 10 năm 2023. Thưa quý vị, trước khi đi vào các nội dung chi tiết, một lần nữa chúng tôi xin thông báo với một số đồng các quý khán thính giả của KTV đang theo dõi các chương trình của chúng tôi trên kênh KTV1. Thưa quý vị, KTV1 làm cái kênh truyền thông của KTV trước đây đã bị vô hiệu hóa. Đó là lý do trong các cái bản tin hay các cái tin tức chúng tôi phát trên kênh KTV1 là những cái thông tin cũ, thậm chí là những cái thông tin mới nhưng chậm hơn so với những cái thông tin chúng tôi phát sóng trên kênh KTV4, một cái kênh thông tin chính thức của KTV hiện nay. Chúng tôi đề nghị quý vị, những người theo dõi các cái thông tin trên KTV1, hãy trở về kênh KTV4 theo các cái đường link ở dưới mỗi clip video trên kênh KTV1, và điều đó giúp cho số lượng người theo dõi ở kênh KTV4 tăng lên, và các video của KTV4 sẽ được đề xuất và giúp cho những người ở Việt Nam có điều kiện tiếp cận với các chương trình mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự chiều hôm nay, chúng tôi tiếp tục tới với quý vị các tin tức liên quan tới tình hình kinh tế chính trị xã hội Việt Nam và các tin tức quốc tế nổi bật. Thưa quý vị, một cái chủ đề quan trọng chúng tôi tới với quý vị trong bài nói chuyện hôm nay, đó là một cái bài phân tích của nhà văn Phạm Viết Đào liên quan tới quan hệ Việt-Mỹ nâng cấp lên tới quan hệ đối tác chiến lược, tình thế và hệ lụy ra sao. Theo tác giả Phạm Viết Đào, trong tháng 6 năm 2023, tại Việt Nam đã dồn dập diễn ra các hoạt động ngoại giao, đó là chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc, chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính, dự diễn đàn kinh tế thế giới ở Thiên Tân. Song một cái điểm đáng lưu ý của tác giả Phạm Viết Đào cho rằng tháng 5, tháng 6 trên bãi từ chính thuộc lãnh hải của Việt Nam, nơi Việt Nam đã đặt hàng loạt các cái giàn khoan tiến hành thăm dò dầu khí, và Trung Quốc liên tục cho các tàu hải cảnh dân binh là quấy nhiễu. Thậm chí nhà văn Phạm Viết Đào còn tiết lộ Việt Nam đã đặt một cái giàn khoan thứ hai mới đây, khiến cho Trung Quốc càng tức giận. Và thưa quý vị, một cái nội dung quan trọng trong bài nói chuyện hôm nay, đó là cái câu chuyện liên quan tới việc Thành ủy Hà Nội cử 20 cán bộ chủ chốt thuộc dạng cán bộ nguồn quy hoạch cho cơ cấu lãnh đạo các cái quận huyện, các sở ban ngành của Thành ủy Hà Nội trong nhiệm kỳ 2025-2030. Và điều đó theo giới phân tích, tin đó tung ra nhằm hạ uy tín của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào cái thời điểm ông Nguyễn Phú Trọng đạt được những cái tên tuổi thông qua việc đón tiếp Tổng thống Hoa Kỳ trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Và điều đó khiến cho Trung Quốc hết sức tức giận, và người ta đã sai khiến các cái lực lượng ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành những cái biện pháp, những cái động thái mà cụ thể là tung tin việc Trung Quốc vẫn tiếp tục đào tạo các cái lãnh đạo cấp cao cho Việt Nam, để cho công luận Việt Nam thấy rằng ông Nguyễn Phú Trọng dù giàu có phản bội Trung Quốc, nhưng các cái thế lực ở trong đảng vẫn tiếp tục một cái sự nghiệp liên minh với Trung Quốc. Cụ thể Thành ủy Hà Nội và ban lãnh đạo Nghệ An, Hà Tĩnh vốn là những cái liên minh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều đó theo giới phân tích Trung Quốc cho rằng đang có những cái rạn nứt đáng kể trong bàn lãnh đạo Việt Nam. Câu chuyện ra sao? Và thưa quý vị, kết thúc bài nói chuyện hôm nay như thường lệ là các cái tin tức liên quan tới tình hình chiến sự Ukraine. Và thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi tới với quý vị một cái bản tin thời sự. Một cái bản tin đầu tiên chúng tôi tới với quý vị đó là câu chuyện đúng nửa tháng sau khi âm thầm bắt bà Ngô Thị Tố Nhiên, giám đốc công ty sáng kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam, Bộ Công an Việt Nam mới chính thức xác nhận tin vừa kể. Nhưng theo người phát ngôn Bộ Công an, ông Tô Ân Sô cho rằng
Bà Nhiên không phải là một nhà hoạt động môi trường. Theo báo Thanh Niên ngày 30 tháng 9 cho hay, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam, đã cáo buộc rằng bà Ngô Thị Tố Nhiên đã bị bắt giam vì hành vi chiếm đoạt tài liệu mật liên quan tới Tập đoàn Điện lực Việt Nam E Việt Nam. Được biết, cùng bị bắt và khởi tố với bà Nhiên là hai cán bộ của E Việt Nam, đó là ông Dương Đức Việt, 44 tuổi và ông Lê Quốc Anh, 39 tuổi. Theo Trung tướng Tô Ân Sô cho rằng, bà Nhiên đã ký một cái hợp đồng lao động với Dương Đức Việt và Lê Quốc Anh theo một cái hình thức bán thời gian có trả lương để đổi lại công ty của bà Nhiên nhận những cái tài liệu mật của E Việt Nam. Đồng thời, ông Tô Ân Sô đã bác bỏ việc các cái hãng tin quốc tế và hải ngoại định danh bà Nhiên là một cái nhà hoạt động môi trường. Đó là những nhận định không chính xác và sai trái. Nhiều quý vị đã biết, theo các cái tổ chức nhân quyền, bà Ngô Thị Tố Nhiên là một cái trường hợp thứ 6 bị Công an Việt Nam khởi tố bắt giam. Sau 5 nhà hoạt động môi trường trước đó đã bị khởi tố bỏ tù cùng một cái cáo buộc, đó là trốn thuế. Và được biết, theo Reuters cho hay, Văn phòng Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc đã bày tỏ những cái quan ngại về việc chính quyền Việt Nam liên tiếp bắt giữ các nhà hoạt động môi trường. Mới nhất, bắt giữ bà Ngô Thị Tố Nhiên, một cái người từng công tác với các cơ quan của Liên Hợp Quốc cũng như nước Mỹ. Một cái điều đáng tiếc đó là người ta bắt bà Ngô Thị Tố Nhiên chỉ vài ngày sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Hà Nội kết thúc để ký các cái thỏa thuận kinh doanh và nhân quyền. Theo đó, hồ sơ của bà Ngô Thị Tố Nhiên cho biết bà này từng làm việc cho Ngân hàng Thế giới, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ. Bà Ngô Thị Tố Nhiên đã tham gia các sự kiện quốc tế và nội địa, bao gồm các việc tham vấn cho Tổ chức Phát triển của Liên Hợp Quốc, tổ chức về một cái chủ đề chuyển đổi năng lượng. Và thưa quý vị, xin được nhắc lại, trước vụ bắt giữ bà Ngô Thị Tố Nhiên, chính quyền Việt Nam đã lần lượt thả hai nhà hoạt động môi trường, đó là bà Nguyễn Thị Khanh và ông Mai Phan Lợi, nhưng bắt tiếp bà Hoàng Thị Minh Hồng. Và mới đây, bà Hồng đã bị kết án 3 năm tù giam với cái tội danh trốn thuế. Một cái điều đáng nói đó là các cái vụ bắt giữ bỏ tù các cái nhà hoạt động môi trường xảy ra liên tiếp ở Việt Nam, trong khi Việt Nam đang đàm phán để nhận một cái khoản tài trợ quốc tế lên tới 15 tỷ đô la trong việc chuyển đổi năng lượng khỏi than đá. Và Việt Nam hiện nay được biết là một quốc gia đang sử dụng quá nhiều than đá gây ô nhiễm môi trường. Và thưa quý vị, một cái bản tin thứ hai, nó là bản tin thời sự của Đài Á Châu Tự Do ngày 2 tháng 10 năm 2023. Theo Đài Á Châu Tự Do cho biết, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh bằng bỏ phiếu kín tại kỳ họp thứ 6, khai mạc vào ngày 23 tháng 10 năm 2023. Liệu cho đến bao giờ việc lấy phiếu tín nhiệm như thế mới thực chất? Trung Khang trình bày, mời quý thính giả cùng nghe. Cụ thể, theo truyền thông nhà nước loan hôm 25 tháng 9, kỳ họp thứ 6 sẽ dành hơn một ngày để tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn, sau đó sẽ biểu quyết thông qua danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm. Việc lấy phiếu tín nhiệm được cho biết sẽ thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cựu Trung tá Vũ Minh Trí từ Hà Nội hôm 26 tháng 9 năm 2023 nhận định với Đài Á Châu Tự Do. Thực ra thì cái này người ta đã bàn rất là nhiều rồi anh ạ. Nếu mà ở các nước ấy, thì là tín nhiệm và bất tín nhiệm, tức là không tín nhiệm ấy, thì ở Việt Nam thì lại là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Tóm lại là tín nhiệm thấp thì vẫn là tín nhiệm. Cho nên rằng là cái việc lấy phiếu tín nhiệm này tôi nghĩ nó chỉ là một cái trò có tính chất mị dân thôi, chứ nó không có tác dụng. Nó hoàn toàn không có tác dụng. Trưởng ban công tác đại biểu, bà Nguyễn Thị Thanh cho truyền thông hay, đợt này Quốc hội sẽ không lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh. Lý do đưa ra là vì việc lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội tiến hành theo nghị quyết 96 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5. Theo đó, những chức danh được bầu và phê chuẩn từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 trong năm lấy phiếu tín nhiệm sẽ không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm lần này.
Trước đó, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 diễn ra hôm 30 tháng 5 năm 2023, vấn đề lấy phiếu tín nhiệm đã được nêu lên. Bà Nguyễn Thị Thanh lúc bấy giờ nói rằng, với trường hợp tín nhiệm thấp từ 50% trở lên hoặc 2/3 tín nhiệm thấp mà không tự từ chức thì sẽ bị Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm. Hai khái niệm lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm được bà Thanh giải thích rằng, việc bỏ phiếu tín nhiệm là hệ quả của lấy phiếu tín nhiệm với trường hợp tín nhiệm thấp từ 50% trở lên hoặc 2/3 tín nhiệm thấp và thực chất là miễn nhiệm. Dư luận trên mạng xã hội bình luận về vấn đề trên cho rằng việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đang bị phức tạp hóa. Có ý kiến về việc này, nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Gia từ Sài Gòn từng nói với Đài Á Châu Tự Do. Thứ nhất là tôi khẳng định lại, tiếng Việt không có tín nhiệm cao thấp trung bình gì cả, mà chỉ có tín nhiệm và bất tín nhiệm thôi. Thì cái việc này là cái việc bóp méo chữ nghĩa tiếng Việt. Thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ không thấy được cái hậu quả của việc bóp méo này, nó đã dẫn tới một cái hệ lụy, đó là tiếp tục bóp méo chữ nghĩa tiếng Việt bằng cái khái niệm lấy phiếu và bỏ phiếu. Thì kể từ cái ngày mà có cái việc có cái quyền đi bầu thì hầu như ai cũng biết đó là cái chuyện bỏ phiếu thôi. Đó là cái hình ảnh là người ta lấy cái lá phiếu, người ta bỏ vào trong cái thùng phiếu thì gọi là bỏ phiếu. Còn bây giờ họ đặt ra lấy phiếu là một việc, bỏ phiếu lại là một việc nữa. Thì họ không thấy được cái hậu quả là họ càng làm phức tạp. Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Gia, chính quyền Việt Nam không thấy được hậu quả khi làm phức tạp thêm vấn đề chống tham nhũng, vốn dĩ đã rất phức tạp, nên mới giải thích thế nào là lấy phiếu, thế nào là bỏ phiếu. Ông Gia cho rằng, có thể tiếng Việt của người quản lý kém, và theo ông đó là một sự biệt bợm tiếng Việt. Việt Nam lần đầu tiên tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội vào năm 2013. Tại Hội nghị Trung ương 10 khóa 11 vào năm 2015, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm. Sau đó việc lấy phiếu tín nhiệm được lặp lại tại các hội nghị trung ương và tại Quốc hội. Cụ Trung tá Vũ Minh Trí hôm 26 tháng 9 năm 2023, khi được hỏi về vấn đề lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội, đã đưa ra đề xuất. Tôi chỉ có một đề xuất thôi, tức là nhân dân phải có quyền tự do bầu cử, ứng cử và đề cử. Thì tự khắc nhân dân sẽ chọn ra những cái đại biểu hoặc là những cái con người mà họ cảm thấy là thật sự có phẩm chất, có năng lực, sẽ phục vụ cho lợi ích của nhân dân, họ sẽ bầu những người đấy vào những vị trí quản lý nhà nước và xã hội. Thế còn ở đây thì Quốc hội thì nghe nói là cơ quan thì danh xưng thì là cơ quan đại biểu của nhân dân, nhưng thực ra trong đấy thì đến 97-98% là đảng viên cộng sản hoặc giả là những người có tính chất là chi mồi của đảng cộng sản, chứ không có một người dân bình thường nào hay đại biểu dân bình thường nào mà lại lọt được vào đấy cả. Thế cho nên rằng là hoàn toàn nếu mà trông chờ vào đấy thì hoàn toàn không nên trông chờ. Ý thứ hai theo cụ Trung tá Vũ Minh Trí, trong những năm qua, người dân không còn tin tưởng và trông chờ vào việc lấy phiếu tín nhiệm. Ông nói tiếp. Một bộ phận cũng là không nhỏ đấy, người dân ấy cứ mong là người sau sẽ tốt hơn người trước. Nhưng thực tế tình hình nó đã diễn ra, ta thấy rằng là gì? Ví dụ như ở Hà Nội là hai đời chủ tịch thành phố là đã đi tù rồi. Rồi là một số tỉnh thành như là Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì các đời cán bộ, lãnh đạo là kế tiếp nhau đi tù. Tức là từ cái cấp mà chủ tịch, phó chủ tịch, bí thư, phó bí thư ấy, của cấp tỉnh, thành phố ấy, thay nhau đi tù. Khóa trước đi tù, xong đến khóa sau đi tù, khóa sau nữa lại đi tù. Có những trường hợp mà đặc biệt như là trường hợp tỉnh, tôi nhớ không nhầm là tỉnh Bình Thuận, tức là từ khi tỉnh đến tái lập ấy, khoảng được hơn 20 năm mà tất cả các đời chủ tịch tỉnh đều bị kỷ luật hoặc là bị đi tù. Trong một cơ chế như vậy, theo cụ Trung tá Vũ Minh Trí, không thể trông chờ có những cán bộ tốt, có những người có năng lực thực sự vì dân, vì nước. Cho nên vẫn theo ông Trí, nếu vẫn thể chế này, vẫn Đảng Cộng sản Việt Nam độc tôn lãnh đạo nhà nước và xã hội, thì không bao giờ nhân dân có được những người đại diện tiêu biểu thật sự, đại diện cho lợi ích của nhân dân, cho dẫu lá phiếu tín nhiệm có cao chót vót. Các NGO hoạt động tại Việt Nam bị chính phủ Việt Nam kiểm soát ra sao? Cao Nguyên trình bày, mời quý vị cùng nghe. Việt Nam vừa bắt giữ thêm một nhà hoạt động môi trường, cũng là giám đốc điều hành tổ chức sáng kiến về chuyển đổi năng lượng Việt Nam, Việt Si, Ngô Thị Tố Nhiên hôm 15 tháng 9. Thông tin trên được hãng tin AP loan vào hôm 20 tháng 9, dẫn xác nhận nguồn tin từ một người không thể nêu danh tính vì lý do an toàn. Trong khi đó, đến tận hôm nay 23 tháng 9, truyền thông Việt Nam chưa loan tin nào về việc bắt giữ trên. Bà Nhiên là người thứ 6 hoạt động trong lĩnh vực môi trường bị bắt trong 2 năm qua.
VIECSI do bà quản lý là tổ chức nghiên cứu độc lập được thành lập vào cuối năm 2018 với các hoạt động nghiên cứu liên quan đến việc chuyển dịch hệ thống năng lượng quốc gia hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và có độ tin cậy cao. Trong cùng ngày bà Nhiên bị bắt, báo Nhân dân đăng tải bài viết có tiêu đề "Không được phép can thiệp, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của đất nước và nhân dân Việt Nam". Nội dung bài viết nhắm đến các tổ chức phi chính phủ, NGO nước ngoài, cáo buộc các tổ chức này nhân danh hợp tác quốc tế, nhất là liên quan lĩnh vực bảo vệ quyền của người dân, để can thiệp các công việc nội bộ của Việt Nam, đưa ra những thông tin đánh giá thiếu khách quan, nhằm mục đích gây hoang mang dư luận, dấy lên những nghi kỵ, mất đoàn kết dân tộc, có tính chất gây chia rẽ vùng miền, làm suy giảm lòng tin của người dân đối với đảng và nhà nước. Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân cho biết, các tổ chức quốc tế vẫn thường tài trợ vốn cho các tổ chức NGO trong nước, mà người đứng đầu các tổ chức này thường là các nhà khoa học hoặc ít nhất là những người có trình độ chuyên môn. Ông nói, tư duy của họ là nó mới hơn, nó tiếp cận đến những cái vấn đề xã hội đấy, sâu sắc hơn. Thành ra các cái báo cáo của họ cũng hay đụng chạm đến cái vấn đề của Việt Nam. Nhưng mà để nói rằng là họ tìm cách can thiệp nội bộ hoặc hoặc đích gây hoang mang dư luận thì điều đó theo tôi là hoàn toàn không đúng. Bởi vì thông thường những cái báo cáo của các tổ chức NGO làm việc là họ báo cáo khá là chính xác, phản ánh đúng cái nguyện vọng và đúng cái bản chất hoặc là thực tế mà người ta đang đi điều tra ở những cái vùng hoặc là họ làm những cái lĩnh vực nhất định. Vẫn theo luật sư Lê Quốc Quân, các tổ chức xã hội dân sự muốn được hoạt động hợp pháp ở Việt Nam là vô cùng khó khăn. Họ thường phải đăng ký là thành viên của một liên hiệp các hiệp hội mà nó phải trực thuộc sự quản lý của nhà nước. Ví dụ như Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, VUSTA, trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngoài ra, các tổ chức này phải tự lập dự án, tìm kiếm vốn từ các tổ chức quốc tế để giúp họ thực hiện dự án. Sau khi dự án kết thúc, họ phải báo cáo kết quả cho các nhà tài trợ đó. Do vậy, ông Lê Quốc Quân khẳng định, ở Việt Nam chưa có một NGO thực sự là phi chính phủ. Vì Việt Nam là một xã hội đang độc kín, gần như là có thể mình gọi là một chế độ toàn trị và độc tài, cho nên là bản thân các tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam cũng không hoàn toàn phi chính phủ, mà họ vẫn phải hoạt động dưới một cái tổ chức gọi là VUSTA, tổ chức gọi là Liên hiệp các hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Đó là một cái tổ chức về mặt bản chất vẫn là thuộc chính phủ. Nhưng mà nó như một cái tổ chức, nó gọi là một nửa này nửa nọ. Nó khi cần thì nhà nước nói đây là tổ chức chính phủ, nhưng khi không cần ấy, thì nhà nước lại nói rằng là ví dụ để xin tiền hoặc là để làm việc với cơ quan quốc tế thì nó bảo đây là tổ chức phi chính phủ. Nhưng mà quản lý cái tổ chức phi chính phủ, nhưng mà khi mà làm việc đúng thủ tục thì nhà nước lại nói đây là tổ chức. Rõ ràng nó đương nhiên nó trực thuộc sự quản lý của nhà nước. Luật sư Lê Quốc Quân giải thích thêm, các tổ chức này bị quản lý bởi một rừng các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, cùng với đó là Nghị định số 93 năm 2009 và Nghị định số 80 do Chính phủ ban hành năm 2020 về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Theo luật sư Quân, đây chính là những dây thòng lọng có thể trồng vào cổ bất kỳ tổ chức nào mà nhà nước Việt Nam muốn. Nhìn nhận từ thực tế hoạt động của các NGO, một nhà hoạt động chuyên vận động cho quyền của cộng đồng LGBTQ+, yêu cầu được giấu danh tính nói rằng, mặc dù các tổ chức chuyên vận động cho quyền của những người đồng tính và chuyển giới ở Việt Nam không phải đối mặt với nhiều rủi ro như nhóm hoạt động về môi trường, tuy nhiên, họ vẫn phải chịu sự quản lý rất chặt chẽ từ nhà nước, người này cho biết thêm. Các tổ chức LGBTQIA+, phải đối mặt với một số lo ngại tương tự như các tổ chức nhân quyền hoặc dân chủ khác. Mặc dù có sự cởi mở trong lĩnh vực LGBTQIA+, nhưng chính phủ vẫn rất nhạy cảm khi chúng tôi tiến đến kêu gọi về các quyền dân sự rộng rãi hơn. Ví dụ như vận động thay đổi chính sách cho người thuộc cộng đồng LGBTQIA+. Những nhóm như chúng tôi cũng phải cẩn thận trong việc nhận vốn tài trợ dự án từ các tổ chức nước ngoài. Chính vì không gian chính trị bị hạn chế, buộc các nhóm phải tự đóng khung và hạn chế các hình thức vận động, đồng thời phải hoạt động một cách cẩn thận để không ảnh hưởng tiêu cực đến các dự án hiện tại.
Hồi tháng 3 năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành kết luận kiểm tra công tác quản lý sử dụng các nguồn tài trợ và kêu gọi tài trợ từ nước ngoài của Vostar và các đơn vị trực thuộc trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Theo đó, Bộ này đã kiểm tra công tác thẩm định, phê duyệt khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài đối với 70 dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài thuộc trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt của Vostar và được Vostar giao cho Ban Hợp tác Quốc tế chủ trì thẩm định. Kết quả là tất cả 70 dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Vostar đều có sai phạm theo luật pháp Việt Nam. Vậy, tại sao tất cả đều vi phạm mà các cơ quan chức năng Việt Nam chỉ chọn bắt các nhà hoạt động môi trường tiêu biểu như các ông bà Nguyễn Thị Khanh, Mai Phan Lợi, Đặng Đình Bách, Hoàng Thị Minh Hồng? Trả lời câu hỏi trên, luật sư Quân phân tích. 70 tổ chức phi chính phủ nước ngoài là đều có 70 tổ chức vi phạm những cái quy định của Việt Nam. Nhưng tại sao họ nhặt người này người kia để họ bắt là bởi vì họ nhặt những con người có tư tưởng, có tính độc lập cao. Và họ những con người mà có cái mong muốn thay đổi xã hội, có những khát khao. Chứ còn nếu mà nhận tiền xong rồi đưa lên cho Vostar, chia đều ra cho cái cơ quan Bộ Khoa học Công nghệ, 10% cho Bộ Khoa học Đầu tư, cứ chia đều như thế thì chả bao giờ bị bắt cả. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta chuyển sang một cái nội dung mang chủ đề xã hội. Nó là một cái câu chuyện nhỏ, nhưng nó cũng là điều cần phải bàn. Câu chuyện người Việt Nam thức thâu đêm suốt sáng để chờ đợi mua bánh trung thu. Điều mà giới phân tích quốc tế cũng như người ở Việt Nam nhận xét, dường như số kiếp của người miền Bắc muôn đời phải như thế. Đến cả cái việc hưởng thụ mua bánh trung thu ăn mà họ cũng phải lầm than mới chịu, trong một cái bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh với tựa đề Vì sao người dân miền Bắc phải xếp hàng mua bánh trung thu, theo tác giả Facebooker nhà nghiên cứu Trần Đức Anh Sơn, một cái người nổi tiếng ở Huế, đưa ra một cái bức ảnh hàng ngàn người nằm ngồi ngổn ngang từ trước các cái cửa hàng bán bánh trung thu từ giữa đêm để chờ mua. Và với một cái dòng văn hài hước, học giả Trần Đức Anh Sơn đã hỏi và không có câu trả lời. Ông Sơn viết, những cái người này đang xếp hàng chờ phát trần, không phải họ chờ mua thần dược cho thân nhân đang mắc bệnh nan y phải không? Cũng không phải. Hay là họ chờ gặp một cái vị thánh, một vị thần hay một quan chức nào đó để có thể giúp họ thoát khỏi những cái nỗi khổ về mặt tinh thần hay thể chất mà họ đang phải oằn lưng gánh chịu? Câu trả lời là cũng không phải. Theo tác giả Tuấn Khanh, bức hình mà học giả Trần Đức Anh Sơn đưa lên cho thấy vào cái thời điểm trời tờ mờ sáng, nhưng hàng người lũ lượt ngồi chờ trước các cái cửa hàng bán bánh trung thu mở cửa. Nhưng không chỉ riêng, đối với ông Trần Đức Anh Sơn đưa ra những cái bình luận và những cái tấm ảnh như vậy, mà rất nhiều những cái trang báo trong nước cũng đưa cảnh người Việt Nam xếp hài rằng rặc hay tụ tập chen nhau mua bánh trung thu, chủ yếu ở một vài tiệm lâu đời nổi tiếng, được gọi là mang hương vị truyền thống. Một cái bức ảnh được cho là chụp ở thành phố Hải Phòng, nhưng nhiều tin tức cho thấy có những cái cửa hàng tương tự ở Hà Nội cũng như vậy. Nó là một cái tình trạng đông người chen nhau, cũng trên trang Facebook cá nhân của học giả Trần Đức Anh Sơn cho biết rất nhiều người miền Bắc ở ngay tại Hà Nội cũng vào bình luận và cũng chịu thua vì một cái khung cảnh được cho là mất thì giờ và lạ lùng. Trong đó, một Facebooker đã đưa ra một cái nhận định dường như số tiếp của người Hà Nội nói riêng hay người miền Bắc nói chung, họ muôn đời phải thế, đến hưởng thụ họ cũng phải lầm than. Trong khi đó có những ý kiến cho rằng, chẳng hiểu tại sao lại phải lăn lóc cực khổ đến vậy, chỉ vì một cái bánh trung thu. Trong khi đó, nhiều bình luận nói rằng họ không thể hiểu, nhưng cũng có nhiều bình luận khác có ý bình vực lại cho rằng, đó là thành tựu của một cái sản phẩm được marketing tốt, hoặc một cái văn hóa xếp hàng tử tế, cần phải được phát huy, đừng có vội chê trách. Theo tác giả, thật khó tìm thấy một cái lời giải thích cụ thể về cái hiện tượng người miền Bắc chen chúc nhau mua hàng. Họ vật vã trước các cái cửa tiệm bán bánh trung thu từ đêm với hy vọng mua được mấy cái hộp bánh. Thậm chí mấy chục bài báo trong nước đã mô tả về một cái mùa trung thu cũng không có một cái câu giải thích cụ thể nào.
mà mọi thứ xoay vòng lại trở thành một cái khung cảnh lạ lùng, không phải chỉ riêng năm nay, mà của tất cả các mùa trung thu, về một cái sự khác biệt của người miền Bắc nói chung, mà người miền Trung và người Việt Nam. Họ thấy những cái cảnh tượng như vậy, họ đều phải lắc đầu, chịu thua và người ta không hiểu lý do. Khi được trò chuyện với những cái người xếp hàng và tìm hiểu những cái phát biểu của những cái người mua bánh, có thể tìm thấy được một ít những cái lời giải thích, đó là đầu tiên đó là giá tiền. Những cái cửa hàng có truyền thống làm bánh được tiếng lâu đời ở Hà Nội, Hải Phòng có một cái chức giá bán nhẹ nhàng hơn so với giá của hàng loạt các công ty danh tiếng trên thị trường. Nói như báo Dân Trí mô tả, cô Nhung, một cái sinh viên đại học ở Hải Phòng, nói rằng giá bánh ở đây rẻ hơn bên ngoài từ 10.000 tới 15.000 đồng một bánh. Là ít nhất, chẳng hạn một cái loại bánh trung thu nhân thập cẩm 250 gram có giá 60-70.000 đồng một nhái, trong khi theo khảo sát, bánh của Kindle, một cái công ty hàng lớn nhất Việt Nam cùng cỡ vào cái đợt hạ giá cũng đã là giá 78.000 cho tới 85.000 đồng một cái. Tuy nhiên, những cái cửa hàng này cũng có những cái loại đắt tiền dần lên, tương đương với các cái cửa hàng nổi tiếng khác. Tuy nhiên, theo tác giả, việc giá cả không phải là cái chuyện duy nhất, mà là cái việc bỏ thời gian xếp hàng chờ đợi có khi đến 4-5 tiếng đồng hồ mới mua được một vài hộp bánh. Không phải ai cũng có khả năng làm được những cái công việc mất thì giờ như vậy. Và rõ ràng phải là những người rảnh rỗi làm với cái mục đích cụ thể của họ. Trong khi đó, một cái bài viết trên Los Angeles có nói về một cái hiện tượng sàng cả ở Trung Quốc hiện nay. Đó là sau cái thời chính quyền soi mói từng chiếc áo đến những cái tiện nghi của các cá nhân, và một cái sự nghe thở của nền kinh tế Trung Quốc đã khiến cho nhu cầu cần phải có những cái sự sang trọng đầy đủ đẳng cấp của dân Trung Quốc cũng đã khiến việc mua sắm, ăn mặc, quà tặng giao tế cũng trở nên cầu kỳ hơn. Và xã hội Trung Quốc đã hình thành một cái việc rất tinh tế trong các cái tiêu chuẩn. Nó là một cái kiểu giao tiếp mới với những cái vật chất cùng xuất hiện mà người Trung Quốc không bị lo ngại. Về việc xét nét về mặt chính trị, theo Los Angeles Times cho rằng có những cái khảo nghiệm thú vị cho một số chuyện lạ trong đời sống ở Việt Nam cũng tương tự. Nó không chỉ là cái chuyện xếp hàng mua bánh trung thu, mà nó trở thành cái mốt thời thượng trong giới nhà giàu Việt Nam hay không. Và thưa quý vị, liên tục chương trình chúng tôi giới thiệu với quý vị một cái bài phân tích về mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ sau khi được nâng cấp lên một cái mức độ cao nhất, đó là đối tác chiến lược toàn diện, trong một cái bài phân tích của nhà văn Phạm Viết Đài về tình thế và hệ lụy những cái điều vừa kể. Tác giả cho biết trong tháng 6 năm 2023, tại Việt Nam đã diễn ra hàng loạt các cái sự kiện ngoại giao quan trọng. Đó là chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc, chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhân tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức tại Thiên Tân. Trong khi đó, ngoài Biển Đông, trên bãi Từ Chính thuộc chủ quyền của Việt Nam, nơi Việt Nam đã hạ đặt các giàn khoan tiến hành thăm dò dầu khí từ trước tới nay. Thậm chí có những tin tức mới nhất cho biết Việt Nam lại hạ một cái giàn khoan thăm dò dầu khí thứ hai. Và điều đó khiến cho Trung Quốc rất giận. Tập Cận Bình đã cử các cái tàu hải cảnh, tàu dân binh vào quấy nhiễu. Và trước các hành động gây nguy hiểm cho giàn khoan Việt Nam, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng phản đối, đồng thời yêu cầu Trung Quốc cần phải chấm dứt những cái hành động xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Trong tháng 5, tháng 6 năm 2023, đã diễn ra các hoạt động ngoại giao, chuyến ghé thăm của lực lượng Hải quân Hoa Kỳ, thì Việt Nam cũng tiếp đón một cái tàu huấn luyện Thích Thế Quang của Hải quân Trung Quốc tới thăm Đà Nẵng. Được biết, Thích Thế Quang là một cái viên tướng nhà Minh, chịu trách nhiệm phòng thủ các cái bờ biển phía đông của Trung Quốc. Ông này sinh là năm 1528 và mất năm 1588 và được mệnh danh là hải tặc bất bại. Việc Trung Quốc đưa tàu Hải quân Thích Thế Quang sang thăm Việt Nam song song với cái việc đưa tàu Hải Dương 10
vào bãi từ chính, rõ ràng là một đòn ngoại giao pháo hạm đầy dụng ý hầm dọa từ chính quyền Bắc Kinh. Được biết, sau khi đón tiếp tàu huấn luyện của Hải quân Trung Quốc Thích Thế Quang, Việt Nam đón hai tàu, tàu khu trục của Nhật Bản và một cái chuyến thăm Cam Ranh Khánh Hòa, sau đó đón tiếp tàu sân bay USS Ronald Reagan thăm Đà Nẵng từ ngày 25 tới ngày 30 tháng 6. Chuyến thăm Việt Nam của tàu sân bay Mỹ trùng với ngày ông Phạm Minh Chính lên đường thăm Trung Quốc. Phải chăng đó là một sự sắp xếp để mặc cả, chào giá hay thỏa thuận? Và từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, theo lời mời của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, một cái đoàn đại biểu của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng ban dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Hoa Kỳ. Theo giới phân tích, đó là một chuyến thăm mà dư luận cộng đồng mạng tiền chạm cho một chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden thay cho chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự kiến vào tháng 7 năm 2023. Lúc đó, người ta đã đánh giá cho rằng một cái quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ được nâng lên ở một cái tầm mức cao nhất, đó là đối tác chiến lược. Một cái tình thế thứ nhất xảy ra, đó là chiều quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga và Việt Nam-Trung Quốc. Cuộc chiến của Nga tại Ukraine đã làm biến động rất nhiều cho các mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam và nhiều quốc gia với Liên bang Nga. Và trước khi phát động cuộc chiến này, Putin đã chớp nhoáng thăm Trung Quốc và Trung Quốc Liên bang Nga đã đưa ra những cái tuyên bố lấp lửng về một cái sự hợp tác toàn diện không giới hạn. Nhưng rõ ràng sau một cái thời gian xảy ra chiến sự tại Nga và Ukraine, Tập Cận Bình đã sang thăm Nga và mang theo những cái lời động viên cho Putin đầy ẩn ý. Tập Cận Bình nói với Putin trong chuyến thăm vừa kể, đó là sẽ mở ra một cái kỷ nguyên hợp tác mới. Một cái kỷ nguyên mới là kỷ nguyên gì và còn hợp tác không giới hạn hay không? Nhưng rõ ràng kết thúc chuyến thăm của Tập Cận Bình, không thấy hai bên đưa ra những tuyên bố về câu hỏi vừa kể. Trong khi đó, rất nhiều nhà bình luận quốc tế đã đưa ra các nhận xét vì cuộc chiến tại Ukraine mà Nga đã gắn chặt xích vào và gần như một cái chư hầu lệ thuộc vào Trung Quốc. Cuộc chiến Nga và Ukraine nó bộc lộ những cái mặt hạn chế về sức mạnh quân sự cũng như vũ khí Nga, cả về khí tài lẫn trình độ tác chiến của quân đội Nga, một cái quân đội được cho là xếp hàng số 1, số 2 của thế giới mà thê thảm. Trong cuộc chiến tại Ukraine, quân đội Nga đã trở thành một quân đội có vai trò đứng thứ hai sau quân đội của Ukraine. Đồng thời cuộc chiến tại Ukraine đồng thời đã bộc lộ những cái vết hàn mong manh về một cái độ gắn kết đồng minh giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Mà trước này Việt Nam vẫn dựa vào Nga để chống lại Trung Quốc trên Biển Đông cũng như hợp tác khai thác dầu khí trên Biển Đông. Và rõ ràng một cái thỏa thuận khai thác dầu chung với Nga, Việt Nam được 51% theo thông lệ quốc tế và được thanh toán trả cho việc mua vũ khí của Nga. Thế nhưng gần đây, các nguồn tin khả tín cho biết Trung Quốc đang ép Nga phải hạn chế bán vũ khí cho Việt Nam, nghĩa là Nga phải hạn chế việc hút dầu trên Biển Đông để đổi lại cho Trung Quốc một cái gì đó mà Việt Nam vẫn chưa biết, hay là một cái thỏa thuận giữa Nga và Trung Quốc trong việc nhượng quyền những cái mỏ khai thác của Nga hiện nay cho Trung Quốc ngoài bãi Từ Chính. Trong khi đó, cuộc chiến Nga-Ukraine đồng thời đã làm rộ rõ những cái hộp đen trong mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trên Biển Đông. Đó là cái mối quan hệ sống mãi, có tao không có mày. Không có cái chuyện Trung Quốc-Việt Nam bắt tay nhau để hào hào cùng ăn chia, cùng khai thác, để uống rượu mau đài. Mà nếu có những cái chuyện này, nó chỉ là một cái sự đi đêm của một vài nhóm lợi ích bán nước trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Bởi vì Biển Đông dầu khí nó là vấn đề bề nổi của một cái tảng băng chìm, dưới đó còn băng cháy, một cái nguồn năng lượng của tương lai. Biển Đông sẽ hứa hẹn một cái bể trầm tích lớn về băng cháy thuộc hàng lớn nhất thế giới. Một cái tình thế thứ hai đó là mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Theo tác giả cho rằng, tình thế vừa kể đã buộc Hoa Kỳ phải tìm cách nhảy vào Biển Đông
vì một cái nguồn lợi địa chính trị chiến lược cộng với một cái nguồn tài nguyên mang giá trị chiến lược trên thế giới, Hoa Kỳ thúc bách một cái quan hệ ngoại giao với Việt Nam lên mức đối tác chiến lược để tạo nên những cái nền tảng pháp lý cho việc thông quan các cái hợp đồng, những cái hợp tác về an ninh quốc phòng. Hoa Kỳ cũng đề phòng trường hợp Trung Quốc nhảy vào khi Mỹ cung cấp vũ khí cho Việt Nam, và Việt Nam cũng nhận ra không còn dựa vào nước Nga của Putin nữa, bởi nước Nga hiện nay đang trên một cái đà tan rã do dính quán nặng nề vào cuộc chiến tại Ukraine. Nga có muốn khai thác dầu khí, muốn bảo vệ Biển Đông với Việt Nam thì rõ ràng phải hợp tác với Hoa Kỳ, mà chỉ có Hoa Kỳ mới có thể khắc chế, chấn yểm được Trung Cộng, một cái đồng minh kinh điên xấu chơi với Việt Nam, đang cố gắng giành 90% Biển Đông. Một cái câu hỏi đặt ra, một cái hệ lụy với Việt Nam sẽ ra sao nếu Hoa Kỳ nâng cấp mối quan hệ ngoại giao, trong khi Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh sẽ mang kỹ thuật vốn liếng vào khai thác dầu khí ở Biển Đông, cũng như đầu tư vào Việt Nam. Ví dụ như Hàn Quốc đã nhanh chân đón lõng xí phần hợp tác khai thác đất hiếm, còn các cái mỏ dầu, mỏ khí lớn nhất, chắc Hoa Kỳ sẽ mang hạm đội vào khai thác và bảo vệ. Và Hoa Kỳ sẵn sàng chấp nhận thu về 49% nguồn lợi. Và Mỹ thiết tha với cái vấn đề nâng cấp quan hệ ngoại giao với Việt Nam ở mức độ cao nhất, bởi vì đừng có nghĩ rằng Mỹ đã bị Cộng sản Việt Nam khuất phục, hay Tòa Bạch Ốc đã trở thành một cái chi bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, hay Cộng sản Việt Nam có những vấn đề gì hấp dẫn, bí mật mà Hoa Kỳ phải bịt mũi, nhắm mắt nhảy vào, tạo dựng một cái mối quan hệ đối tác chiến lược ở mức độ đồng minh, bất chấp những cái giá trị truyền thống của nước Mỹ. Việt Nam khi Mỹ, Nhật, Hàn Quốc và Tây Âu vào đầu tư và khai thác tài nguyên trên Biển Đông, và điều đó sẽ kiến tạo cho các cái doanh nghiệp Việt Nam được một tí vốn, được kiến tạo theo một cái cơ chế thị trường định hướng xã chủ nghĩa, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Và chính nhờ cái cơ chế kinh niên này, các quan chức Việt Nam sẽ phơi phới tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, còn bỏ lại cho dân chúng đói khổ. Đó là lý do tại sao tại Việt Nam đã có những cái bộ phận thụ hưởng chế độ cộng sản chủ nghĩa với một cái bộ máy quan chức công an và các cái tập đoàn kinh tế nhà nước sân sau của các cái quan chức lãnh đạo. Đó là tập đoàn khoáng sản, tập đoàn điện lực Việt Nam Airlines và rất nhiều những cái tập đoàn khác. Và mới một cái mục tiêu lý tưởng của những cái người cộng sản, của các cái đám doanh nghiệp sân sau, đó là con em họ có nhà, có thẻ xanh, có các cái bất động sản kinh doanh tại Hoa Kỳ. Ngoài ra họ còn có những cái hộ chiếu ở một số quốc gia như Mỹ, Thụy Sĩ, đảo Síp. Chưa biết chừng Việt Nam sắp tới sẽ có những cái quan chức Việt Nam tiếp tục ồ ạt sang Mỹ, kể cả khả năng họ có thể mua đất xây biệt phủ trên mặt trăng trong cái tương lai nhờ vào quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ được nâng lên ở cái mức độ cao nhất, đó là đối tác chiến lược. Và với một cái sự hợp tác do thúc đẩy và mở rộng các mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, nên Việt Nam sẽ có những cái tượng đài nhiều hơn, nhiều cổng chào hoành tráng cho mỗi làng, mỗi xã, nhiều dự án kiểu như hệ thống tưới tiêu Thục An Dương Vương ở ngoại thành Hà Nội, hay những cái áo dài nặng hàng tấn chẳng để làm gì, may rồi rải khắp đầu đường khó chợ. Rồi các cái quan chức Việt Nam hầu hết đều có bằng tiến sĩ và các cái học hàm. Tóm lại, nhờ một cái sự mở rộng tập khai thác tài nguyên, bán tài nguyên ở Việt Nam cách thả cửa, cộng với việc nâng cấp mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, đã hứa hẹn cho các cái quan chức Việt Nam họ sẽ được hưởng cái chế độ làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Họ sẽ trở thành một cái tầng lớp trên trong xã hội, các cái quan chức lãnh đạo cho bù, thì họ tiếp tục mua nhà, mua thẻ xanh hay cho cả nhà nhập cư vào Mỹ. Loại vừa vừa thì họ đưa con em họ hàng vào những cái ngành nghề béo bở. Còn những cái quan chức được cho là kém may mắn nhất thì họ cho con em xí phần những cái chức danh như tổ trưởng dân phố, bí thư chi bộ, chủ tịch mặt trận, bí thư đoàn thanh niên,
rồi hội trưởng các cái hội cánh tay nối dài của nhà nước để hưởng những cái mức lương với hệ số từ 4 tới 5 mức lương tối thiểu, cũng như Cộng sản Trung Quốc, Cộng sản Việt Nam còn vạch một cái giấc mơ đuổi kịp vượt Mỹ, còn các bậc tình thành của Việt Nam không bao giờ người ta quan tâm hay nuôi những cái ảo mộng mơ hồ như vậy. Kể cả việc Việt Nam vượt Thái Lan, vượt Singapore, vượt Malaysia, thậm chí một số mặt Việt Nam hiện nay còn thua kém cả Lào và Campuchia. Nhưng rõ ràng các cái lãnh đạo Việt Nam kể từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở xuống không thấy ông nào biết xấu hổ. Bởi vì một cái mục tiêu lý tưởng của các quan chức lãnh đạo Việt Nam hiện nay, họ không thiết tha gì với một cái nước Việt Nam hùng cường, mà mục đích của họ là làm sao cho cả gia đình họ hàng sang Mỹ xây dựng thiên đường cộng sản. Đó là lý do họ tìm mọi cơ hội, họ tìm mọi thứ có thể bán được, bán nhanh để ủng một cái khoản tiền lớn đi Mỹ định cư dài hạn. Và nếu nước Biển Đông mà có giá đảm bảo họ cũng sẽ bán. Dầu khí đất hiếm bằng cháy Titan Wolfram không là cái thá gì so với lòng tham đổi đời của các cơ quan chức Việt Nam. Không biết tới cái chừng nào các cái bậc tình anh của nước Mỹ sẽ nhận ra điều vừa kể, và hình như họ biết nên họ tìm mọi cách thúc đẩy việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Bởi vì một cái lý do đơn giản ít ai biết, đó là đằng nào nước Mỹ cũng được cả chì lẫn chài. Và nước Mỹ ban đầu tự nguyện chỉ nhận 45%, nhưng kết cục Việt Nam chiếm giữ 51%, rồi còn lại cũng lọt hết tất cả vào tay người Mỹ bởi các quan chức Cộng sản Việt Nam. Họ thụ đắc một cái lý tưởng và số tiền họ tham nhũng được cuối cùng cũng mang sang Hoa Kỳ. Không phải ngẫu nhiên mà một trong các cuộc trả lời phỏng vấn của cố Thủ tướng Singapore ông Lý Quang Diệu trước đây Hoa Kỳ và một số nước lo chống cộng, nhưng sau này chúng tôi thấy không dạy gì mà làm cái công việc tốn công vô ích như vậy, bởi vì Cộng sản trước sau cũng tự sụp đổ mà thôi. Theo Lý Quang Diệu, chúng tôi chủ trương chung sống hòa bình với Cộng sản, tôn trọng các cái xu hướng khác nhau, và việc đó không tổn hại gì mà thậm chí nó có ích lợi cho nhân dân và đất nước Singapore. Theo ông Lý Quang Diệu còn cho biết, có những người dân, những người đàn ông vì chơi bời trác táng mà nhiễm bệnh HIV. Trước đây mọi người hiểu lầm, sợ rằng sẽ lây bệnh mà xa cách tẩy chay họ. Ngày nay rõ ràng bệnh đó không dễ lây và có thể phòng ngừa, nên người ta chung sống hòa bình với bệnh HIV, giao tiếp giúp đỡ hợp tác với bệnh nhân, mong rằng hắn khỏi bệnh. Đó là lý do tại sao bên ngoài người ta tôn trọng người bệnh HIV, nhưng bên trong họ đề phòng một cái thói tham lam gian dối, không thể nào thân mật với những cái kẻ cộng sản như những người bạn tốt hay bạn tầm giàu. Vì một cái lòng nhân đạo, người ta sẽ giúp cho hắn chữa trị bệnh tật. Và nếu những cái kẻ đó biết hoàn cảnh và có ý thức hoàn liêng, thì họ sẽ và sức yêu bệnh, từ bỏ các cái tính xấu, và nhiều người trở thành bạn tốt. Còn nếu không chịu chữa bệnh, không muốn từ bỏ cái thói tham lam và dối trá, thì tất cả mọi người sẽ mặc kệ, sẽ đến lúc hắn chết trong sự sỉ nhục và khinh bỉ. Rõ ràng người dân Việt Nam chịu đựng những cái cuộc chiến tranh triền miên trong vòng 30 năm khiến cho 1,2 triệu dân trở thành liệt sĩ. Một cái đất nước hòa bình có một ít của chìm của nổi, dân chúng không được xài, không được sờ mũi, mà các quan chức mang đi xây dựng thiên đường ở các quốc gia khác. Và đó chính là một cái hệ lụy trong việc nâng cấp quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lên cái mức đối tác chiến lược. Theo tác giả, chỉ tội cho một cái tầng lớp đáy xã hội Việt Nam hiện nay, những cái người đã từng chịu kiếp nạn của chiến tranh, bây giờ lại không được chung hưởng một cái chế độ xã hội chủ nghĩa làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, mà họ vẫn phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để đóng thuế giúp cho các cái ông lỗ kinh niên sớm lên thiên đường làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Đó là lý do không phải ngẫu nhiên trong cái chương mở đầu của tác phẩm Bước ngoặt thiên niên kỳ, đào mỏ nơi đầu của tiến sĩ địa chất, nghị sĩ quốc hội Rumani, ông Nicolae Bớt
mở đầu đã dẫn một cái câu ngạn ngữ của Rumani, đó là núi của Rumani chất đầy vàng ở cửa, thế nhưng người Rumani đã phải đi ăn mày hết cửa này qua cửa khác. Và rõ ràng những cái quốc gia càng giàu tài nguyên bao nhiêu thì ở đó thường xảy ra những cái bất ổn về kinh tế, chính trị, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, và nó trở thành một cái nơi quần ngư tranh thực. Đó là các cái quốc gia Venezuela, Iran, Iraq, Ukraine, Romania hay Việt Nam. Phải chăng đó là một sự độc địa cùng cái lời nguyền tài nguyên, trong khi ví dụ như Bolivia, một cái quốc gia tốt đầu ở các quốc gia Nam Mỹ, nổi tiếng về sự giàu có về tài nguyên thiên nhiên. Vậy mà giới phân tích cho rằng Bolivia làm cái con lừa sống trên mỏ vàng, và điều đó có tác dụng gì với Việt Nam? Và thưa quý vị, những cái điều phân tích của tác giả Phạm Viết Đào để chúng ta nhìn rõ vào cái bộ mặt thật của giới chức lãnh đạo Việt Nam, đồng thời những cái âm mưu của Hoa Kỳ. Trước sau, họ cũng gián tiếp thông qua các cái lãnh đạo Việt Nam để lấy về nước Mỹ những cái điều có lợi nhất cho họ. Và đó là lý do tại sao, theo Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, người Mỹ không quan tâm tới Việt Nam là cộng sản hay không cộng sản, mà với người Mỹ chỉ có lợi nhuận mà thôi. Thưa quý vị, và thưa quý vị, bây giờ chúng ta chuyển sang một cái nội dung liên quan tới trưởng ban nội chính trung ương ông Phan Đình Trạc. Như quý vị đã biết, ông Phan Đình Trạc vốn là giám đốc công an Nghệ An, bí thư tỉnh ủy Nghệ An, ủy viên bộ chính trị, trưởng ban nội chính trung ương, một cái người cầm trịch trong chiến dịch chống tham nhũng của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trên danh nghĩa phó ban phòng chống tham nhũng và tiêu cực trung ương. Chúng tôi nhận được một cái bài viết của bạn đọc gửi đến liên quan tới cái câu chuyện chuyện tình của bà Thái Hường, giám đốc ngân hàng Bắc Á, một người được cho là người tình của ông Phan Đình Trạc. Đều biết ông Phan Đình Trạc có những cái mối quan hệ mây mưa với bà Thái Hường, ngân hàng Bắc Á, từ cái thổ Hàn Vi, khi ông Phan Đình Trạc mới là giám đốc công an tỉnh Nghệ An. Và nhờ cái sự tiếp sức giúp đỡ của ông Phan Đình Trạc khiến cho bà Thái Hường và ngân hàng Bắc Á làm ăn phát đạt. Theo đó, ngân hàng Bắc Á mới đây đã đăng tải một cái thông tin tốt đẹp vào tháng 4 năm 2023, đó là ngân hàng này dự kiến sẽ lãi 880 tỷ trong năm nay và dự kiến tăng vốn lên 9.855 tỷ. Theo báo đấu thầu, ngân hàng này cho biết tỷ lệ kiểm soát nợ xấu của họ là 1,5% và 1.000 tỷ tăng vốn sẽ được phát hành thông qua 62,6 triệu cổ phiếu. Trong đó 10% lợi nhuận sau thuế của ngân hàng Bắc Á, đó là một con số rất hấp dẫn, thu hút các cái nhà đầu tư. Thế nhưng giới phân tích đã chỉ ra 880 triệu đó nó chỉ là một con số dự kiến mà thôi, còn 1,5% tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng Bắc Á hiện nay nó còn đúng hay không thì chắc chắn các cái nhà đầu tư nhỏ khó lòng mà biết. Theo đó, sự nghiệp của bà Thái Hương, chủ ngân hàng Bắc Á, khởi sắc không phải trong thời gian gần đây, không phải từ cái lúc bà Thái Hương thành lập ngân hàng Bắc Á, mà cái sự khởi sắc này nó chuyển mình đột ngột vào giai đoạn mà trưởng ban nội chính trung ương ông Phan Đình Trạc đang làm chủ tịch và bí thư tỉnh Nghệ An. Dư luận cho rằng ông Phan Đình Trạc đã tạo điều kiện cho bà Thái Hương triển khai một cái dự án giá trị 1,2 tỷ đô la trên diện tích 8.100 hecta nuôi bò ở Nghĩa Đàn, Nghệ An. Tin cho biết ông Phan Đình Trạc và bà Thái Hương muốn làm nhân tình với nhau kể từ khi Phan Đình Trạc còn là phó giám đốc công an Nghệ An, và nhờ tiền của bà Thái Hương vận động mà Phan Đình Trạc từ một cái anh lãnh đạo cấp phòng của tỉnh Nghệ An leo lên tới bí thư tỉnh ủy, thăng tiến trở thành ủy viên bộ chính trị, trưởng ban nội chính trung ương như hiện nay. Được biết trong một quá trình thăng tiến của ông Phan Đình Trạc, cơ nghiệp của bà Thái Hương cũng phát triển đồ sộ song song. Bà Thái Hương đã được rất nhiều những cái sự ca ngợi của dư luận, truyền thông nhà nước, có những cái đánh giá cho rằng trong vòng 10 năm vừa qua, cặp tình nhân Thái Hương Phan Đình Trạc là một cái cặp tình nhân thành công nhất về mọi mặt, nhờ cái sự hỗ trợ lẫn nhau
và một cái sự che chắn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng liên quan tới cái câu chuyện ngân hàng Bắc Á của bà Thái Hương phát hành những cái cổ phiếu tăng vốn với những cái thông tin rất tích cực do ngân hàng Bắc Á đưa ra. Tuy nhiên đằng sau đó nó là những cái sự thật mà ít ai biết, không như những cái quảng cáo của ngân hàng Bắc Á đưa ra với những cái nhà đầu tư hay không, đặc biệt những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Theo Vietstock, một cái tuần báo, một cái nhật báo về tài chính cho biết tháng 7 năm 2023, thanh tra chính phủ đã kết luận ngân hàng Bắc Á đã dính vào hàng loạt các cái sai phạm cho vay không đủ điều kiện. Trong số các cái đối tượng không đủ điều kiện mà ngân hàng Bắc Á cho vay, ngoài những cái đối tượng khác, đặc biệt còn có những cái đối tượng mang dòng họ Thái Hương, tức là các cái công ty con, các cái công ty vệ tinh của tập đoàn này. Trong bài viết của Stockbank nêu ra các cái doanh nghiệp mang họ Thái Hương, đó là công ty cổ phần Sông Lam Nghệ An đang nợ 247 tỷ, công ty cổ phần Dược liệu Thái Hương nợ 85 tỷ, công ty đầu tư phát triển nguyên liệu vùng Đông Bắc Nghệ An nợ 217 tỷ, công ty thực phẩm sữa Thái Hương nợ 91 tỷ, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu công nghệ xanh quốc tế nợ 175 tỷ. Và rõ ràng theo giới phân tích, những cái khoản nợ vừa kể của các công ty dòng họ nhà Thái Hương đã hầu như mất cả 800 tỷ của ngân hàng Bắc Á. Đó là chưa kể tới hàng trăm triệu đô la bà Thái Hương vay để mua trang trại ở bên Úc với một số tiền tương đương 650 triệu đô la Mỹ ban đầu bỏ ra làm nhà máy chế biến sữa tại Cộng hòa Liên bang Nga và hiện nay do chiến tranh Ukraine. Đồng rút mất giá khiến cho vốn đầu tư của công ty Thái Hương trở nên bấp bênh và khó lường, một cái khả năng mất vốn rất cao. Chưa hết, ngân hàng Bắc Á và tập đoàn Thái Hương của bà Thái Hương lẽ ra đã phá sản từ vài năm trước đây. Nếu như thanh tra chính phủ vào cuộc làm đúng theo các cái quy định của pháp luật, song nhờ sự bao che của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Phan Đình Trạc và những người đồng hương Nghệ An, đó là lý do khiến cho những cái sai phạm của ngân hàng Bắc Á đã được ém nhẹm cho tới hôm nay, để ngân hàng Bắc Á chuẩn bị phát hành cổ phiếu để tiếp tục lừa dối những cái nhà đầu tư. Theo giới quan sát nhận thấy từ việc đầu tư sản xuất sữa đang có rất nhiều trở ngại, đó là ngân hàng Bắc Á hay ông Phan Đình Trạc và bà Thái Hương đã cho tay chân lập những cái công ty bất động sản để lấy nguồn thu bù vào những cái chỗ thua lỗ lâu nay của các công ty còn thuộc tập đoàn Thái Hương, và để cho các cái công ty bất động sản hốt tiền nhanh về chữa cháy cho những cái món nợ hơn 800 tỷ của tập đoàn Thái Hương mà bà Thái Hương vay của công ty Việt Á. Ông Phan Đình Trạc đã dùng những cái thủ đoạn bất bình đẳng như lợi dụng vị thế quyền lực Phó trưởng ban phòng chống tham nhũng Trung ương áp đảo những cái công ty bất động sản khác và bất kỳ những cái nơi nào có miếng ngon mà thế lực chống lưng mỏng, lập tức Phan Đình Trạc sẽ dẫn tay chân đến chất vấn và đòi thanh tra kiểm tra công việc của tỉnh ủy các cái tỉnh vừa kể và ép họ phải trao đổi bằng cách ép chết những cái doanh nghiệp mà Phan Đình Trạc và bà Thái Hương muốn thâu tóm để các cái công ty sấn sau của bà Thái Hương cũng như Phan Đình Trạc đi vào tiếp quản. Được biết hiện nay bất động sản cũng đang lâm vào cái thời kỳ suy thoái trầm trọng và bà Thái Hương chỉ còn với cách tạo ra những cái thông tin giả để lừa gạt những cái nhà đầu tư qua những cái số lãi dự kiến phát hành cổ phiếu trong việc tăng vốn, mà kỳ thực đó là một cái kiểu kinh doanh giật khấu phá vài trong khi đợi ông Phan Đình Trạc, một cái người tình trung thành săn lùng đánh cướp thêm các cái mối khác để tịch thu các chiến lợi phẩm mang về gỡ nợ. Và các cái mối này được mở rộng hơn hay không, nó không chỉ dừng lại ở các cái doanh nghiệp mà thậm chí các cái quan chức tham nhũng ở cấp tỉnh bộ ngành sẽ bị ông Phan Đình Trạc quan tâm sờ gáy. Ngoài ra, với một cái trách nhiệm theo dõi các cái vụ đại án, ông Phan Đình Trạc đã sử dụng quyền lực của mình để tác động can thiệp trong cái việc chạy án, chạy việc,
như bỏ ai ra ngoài, bỏ tài sản nào ra ngoài hồ sơ. Và thưa quý vị, đó là một trong những lý do khiến cho đại án chuyến bay giải cứu hay đại án Việt Á đã rất nhiều những dấu hiệu cho thấy Ban Nội chính Trung ương cũng như Cơ quan Phòng chống tham nhũng Trung ương đã cố ý bỏ lọt người lọt tội, và nó liên quan gì tới các vụ việc chạy án hay không. Dư luận xã hội cho rằng để công cuộc phòng chống tham nhũng, các biểu hiện suy thoái được công bằng có uy tín hơn, cần phải xử lý nghiêm khắc những cái dấu hiệu, những cái sai phạm mà cơ quan thanh tra đã chỉ ra trước đó, đặc biệt ở Ngân hàng Bắc Á, tập đoàn Thái Hương. Một cái câu hỏi đặt ra, tại sao ngân hàng khác cho vay sai quy định dẫn đến nợ xấu, lãnh đạo bị khởi tố và đi tù, mà ở Ngân hàng Bắc Á chẳng những bà Thái Hương không bị làm sao mà lại còn được dùng túng để đưa ra những cái thông tin sai lệch để tiếp tục lừa đảo, kêu gọi thu hút vốn của nhà đầu tư. Dư luận xã hội cho rằng cơ quan nào đủ sức phanh phui những cái sai phạm hàng ngổ của Phó Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương cũng như Trưởng Ban Nội chính Trung ương có tên ông Phan Đình Trạc. Dư luận xã hội đòi hỏi cần phải có những cái trường hợp minh chứng rằng cơ chế chống tham nhũng của Đảng là không có vùng cấm, không có vùng tránh như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nghĩa là hoàn hảo, không có lỗ hổng, không có tình trạng bao che, không có sự bất công, và tất cả mọi đối tượng đều bị xử lý một cách công bằng như nhau. Câu hỏi đó được chuyển tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị, xin nhắc lại những cái thông tin vừa kể là những cái thông tin chúng tôi nhận được chưa được kiểm chứng, nhưng một cái khả năng cao có cơ sở. Đề nghị quý vị tiếp nhận các cái thông tin với một cái thái độ dè dặt cần thiết. Và thưa quý vị, liên quan tới câu chuyện một đoàn của Thành ủy Hà Nội sang Trung Quốc dự tập huấn lớp đào tạo cán bộ nguồn, đó là những cái lãnh đạo tương lai của các quận, huyện, các sở ban ngành của Ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Điều đó đã gây ra những cái phản ứng của dư luận xã hội không đồng tình, và người ta không hiểu lý do gì tại sao ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam song song tồn tại cả mối quan hệ với Hoa Kỳ với một mục đích ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông, trong khi một mặt khác họ vẫn để cho Trung Quốc đào tạo các cái cán bộ ngược của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà báo Nguyễn Thông trong cái bài viết Ngoại giao cây tre không qua mặt được người tử tế, theo nhà báo Nguyễn Thông, ngoại giao cây tre nó chỉ lừa được những cái kẻ dại khờ hay những cái kẻ tham lam bị lợi dụng, chứ nó không thể qua mặt được người tử tế. Bởi thiên hạ bây giờ thừa biết, nó là một cái kiểu trí trá khôn lỏi, đi hai hàng, gió chiều nào che chiều ấy. Việt Nam cho rằng họ chơi với tất cả, không phân biệt ai, tốt xấu hay dở, đúng phải trái đúng sai. Việt Nam sẵn sàng làm bạn với tất cả, đủ loại thượng vàng hạ cám, không trường một ai, kể cả những cái kẻ bị lương tâm con người lên án. Theo tác giả, chính sách ngoại giao cây tre mỗi lần nhắc tới, lãnh đạo Việt Nam thường tỏ vẻ đắc chí, họ tự cho rằng đó là kết quả của một cái trí tuệ siêu việt, một bộ óc vĩ đại. Cụ thể mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến công du Brazil còn cất công đem ra một cái bức tranh vẽ bụi tre để tặng cho Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil, và điều đó khiến cho bà Chủ tịch Đảng Cộng sản tấm tắc khen ngợi chính sách ngoại giao cây tre. Để rồi chả biết có bắt chước hay không, ai khen chứ bà Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil khen cũng bằng không, bởi vì ở trong quốc gia dân chủ như Brazil thì Đảng Cộng sản cũng chỉ tồn tại cho vui cửa vui nhà. Theo nhà báo Nguyễn Thông, ngoại giao cây tre chỉ lừa được những cái kẻ dại khờ, những cái kẻ thích một cái lá mặt lá trái, theo lối ở với bột mà cáo cả xa, đi với mà mặc áo giấy, chơi hay quan hệ với ai, nhưng chỉ cốt có lợi cho bản thân mình. Đừng nghĩ người ta không biết, người ta biết cả đấy, người ta hiểu cả đấy. Chính vì vậy, chả ai dạy gì chơi, chơi hết mình với một cái đứa không thật thà, bắt cá hai ba tay, chơi với tất cả, làm bạn với mọi người. Thực chất là không chơi với ai, quanh đi quẩn lại, vẫn là tự cô lập. Mình chơi với mình tự sướng, ta là, ta cứ say ta.
bản thật của cả những đối tượng có vấn đề như Nga, Bắc Hàn, Cuba, Trung Quốc, và điều đó khiến cho những người có lương trì, người ta có đầy đủ những suy nghĩ để biết rằng chẳng qua là cái hành động lưu tầm lưu mã tầm ngã mà thôi, cho nên chẳng ai dám đặt niềm tin vào thằng ba phải đu đưa thực dụng với kỳ. Cứ nhìn Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc với các hạn chế đại biểu chống vắng, người ta đâu có thèm nghe. Và thưa quý vị, vẫn liên quan tới việc Bắc Kinh đang đào tạo cán bộ nguồn cho Việt Nam. Trong một cái bài viết có tựa đề Bắc Kinh đang đào tạo cán bộ nguồn hay huấn luyện gián điệp để phá hoại Việt Nam. Theo đó, một cái tấm hình được truyền thông nhà nước loan tải ngày 26 tháng 9 đã cho thấy Ủy viên Bộ Chính trị Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, phát biểu tại cái lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn tại tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc. Theo giới phân tích lâu nay, có những cái đánh giá cho rằng dưới thời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, việc Việt Nam đưa sang Trung Quốc các cán bộ cấp cao hay cán bộ nguồn nằm trong cái chương trình quy hoạch lãnh đạo chủ chốt, bộ máy đảng và nhà nước trong tương lai. Theo giới phân tích, có một cái điều đáng lo lắng, đó là với một cái bản chất thân như tàu, Trung Quốc là bậc thầy trong việc dụ dỗ, mồi chuột và gài bẫy, kể cả các cái đối tượng lãnh đạo Việt Nam là những cái kẻ rất dễ bị lung lạc. Thậm chí Trung Quốc có thể dùng áp lực để đe dọa, khiến cho họ phải đi tới chỗ bị thu phục và chấp nhận làm việc. Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết, một người từng bị gian trùng với những người hoạt động gián điệp cho Trung Quốc, đó là từng nhân lương tâm ông Phạm Văn Trội, cho biết từ năm 1993 đã có các đoàn cán bộ Việt Nam sang Trung Quốc để học tập một mô hình chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc. Được biết, mỗi đoàn cán bộ Việt Nam sang học tập ở Trung Quốc có khoảng 20-30 người từ các ngành quân đội, công an, hành chính, y tế, giáo dục, đặc biệt là lực lượng hải quan. Ngoài ra, các đoàn của các tỉnh, thành phố cũng sang Trung Quốc huấn luyện hàng năm. Mà tại các khóa học này, người của Cục Tình báo Hoa Nam với những vỏ bọc khác nhau, họ sẽ tham gia giảng dạy và đào tạo. Theo ông Phạm Văn Trội cho biết, chương trình học tập này do Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức khi về nước thông qua các bàn tay chỉ đạo của Bắc Kinh, những nhân vật cán bộ nguồn sẽ được đề bạt vào các chức vụ rồi dần dần vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đó là một cái hình thức cài cắm người của tình báo Trung Quốc. Theo nhà văn Phạm Viết Đào, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, một cái người từng tu nghiệp chuyên ngành văn chương tại Rumani, một cán bộ của ngành thanh tra Bộ Văn hóa, đầu năm 2013 được biết ông Phạm Viết Đào đã bị kết án 15 tháng tù vì tội giành lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo điều 258 của Bộ luật Hình sự cũ. Nhà văn Phạm Viết Đào đã viết trên trang Facebook cá nhân cho biết thời gian ở tù, ông đã ở chung với rất nhiều người Việt Nam hoạt động gián điệp cho Trung Quốc. Nhà văn Phạm Viết Đào còn tiết lộ ông từng bị giam chung với em trai ông Nguyễn Xuân Phúc và cháu ông Trần Đại Quang. Theo ông Phạm Viết Đào, thành phần người Việt làm gián điệp cho Trung Quốc rất đa dạng. Có người là bộ đội biên phòng, có người làm trong ngành hải quan, có người là gián điệp của Việt Nam đánh sang Trung Quốc nhưng bị phát hiện, sau đó quay sang làm gián điệp cho địch. Đặc biệt nhất, ông Phạm Viết Đào cho hay trong số tù nhân ông được tiếp xúc có Phạm Minh Đức, sinh năm 1957, quê ở Hà Nội, từng là phó ban tổ chức Trung ương. Và nhờ sự can thiệp của Bắc Kinh mà Phạm Minh Đức chỉ nhận một cái bản án có 5 năm về tội danh hoạt động gián điệp, dù rằng Đức thuộc dạng đối tượng gián điệp loại 1. Một cái câu chuyện thứ hai, theo ông Phạm Viết Đào cho hay, theo lời kể của những cái bạn tù bị bắt về tội kinh doanh hóa đơn VAT hay hóa đơn đỏ, người bạn tù của ông Phạm Viết Đào cho biết, ở Hà Nội song song tồn tại đồng thời hai bộ tài chính để cung cấp hóa đơn đỏ VAT. Một là Bộ Tài chính ở địa chỉ số 9 Phạm Huy Chú, Hà Nội, và một cái bộ tài chính thứ hai nằm ở Chợ Trời. Và chính vì vụ này, theo Phạm Viết Đào không hiểu lý do gì, Bộ trưởng Bộ Tài chính ông Đinh Tiến Dũng đã bị kỷ luật, nhưng sau Đại 13,
người ta vẫn thấy ông Đinh Tiến Dũng lên chức ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Được biết vụ việc vừa kể có liên quan tới Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an Hải Phòng. Và thưa quý vị, dư luận xã hội Việt Nam cho rằng những cái câu chuyện vừa liệt kê từ các cái nhân chứng là những cái người có uy tín xác nhận được ở Việt Nam để thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ban lãnh đạo Việt Nam ý như chủ động mang mỡ đi nộp cho mèo Trung Quốc, tức là mang cán bộ cao cấp thuộc diện cán bộ nguồn cho Bắc Kinh, mà thực chất để tình báo Hoàn Nam huấn luyện. Đây là những tín hiệu hết sức nguy hiểm. Thử hỏi rằng Trung Quốc sẽ dạy cho các cái lãnh đạo cán bộ nguồn của Việt Nam là thế hệ lãnh đạo trong tương lai một cái câu hỏi Hoàng Sa Trường Sa cũng như 90% Biển Đông là của ai? Và thưa quý vị, chắc chắn câu hỏi vừa kể cũng là câu trả lời để quý vị thấy một cái sự thâm hiểm trong chính sách cũng như sự tiếp tay của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Và thưa quý vị, liên quan tới tình hình chiến sự Ukraine, sau khi thủ lĩnh của đội quân Wagner Prigozhin bị tiêu diệt và cuối cùng Tổng thống Nga Putin đã nhận ra những cái sự sai lầm và sự cần thiết của lực lượng Wagner tham chiến tại Ukraine. Được biết mới đây trong cuộc gặp giữa thủ lĩnh tóc bạc của lực lượng Wagner, ông Trotsev, vào ngày 28 tháng 9 vừa qua. Như quý vị đã biết, Andrei Trotsev là thủ lĩnh hàng đầu của tập đoàn quân sự Wagner, một cái người nổi danh với biệt danh Seydoy hay Tóc Bạc. Được biết cuộc gặp gỡ giữa Putin và gã Tóc Bạc có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Zhumut Bechevkurov. Và thưa quý vị, giới quan sát cho rằng đó là những dấu hiệu quan trọng cho thấy lực lượng Wagner sẽ sớm lấy lại các cái vị thế của họ trên chiến trường Ukraine, và điều đó có giúp cho nước Nga lật lại tình thế hiện nay hay không. Một cái nội dung thứ hai thưa quý vị, truyền thông quốc tế quan tâm, đó là câu chuyện Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh đưa ra những cái tuyên bố Anh Quốc sẽ đưa quân đội đến Ukraine. Tuy nhiên trong chương trình huấn luyện quân sự trên lãnh thổ Ukraine cho quân đội Ukraine, đó là những cái dấu hiệu đáng lo ngại về sự tham chiến của lực lượng NATO hay không? Và thưa quý vị, đó là lý do ngay lập tức Thủ tướng Anh, ông Sunak lập tức đưa ra những cái tuyên bố đó là những cái kế hoạch của tương lai, chứ không phải thời điểm trước mắt. Và câu chuyện các cái cuộc tấn công vào bán đảo Crimea của quân đội Ukraine bằng các hệ thống tên lửa cũng như máy bay không người lái, nó đã trở thành một cái thảm họa hoàn toàn đối với nước Nga hiện nay. Nhật báo Deutsche Welle, một cái ấn phẩm của Cộng hòa Liên bang Đức, cho rằng tất cả các cuộc không kích vào Ukraine đều được phối hợp từ các sân bay ở Crimea, và cuộc tấn công vào hạm đội Biển Đen của Nga đã cho thấy một cái tính chất thảm khốc của tình hình hiện nay đối với dân Nga trên bán đảo Crimea, vì ngay những hệ thống phòng không hiện đại nhất của quân đội Nga không còn một cái khả năng đánh chặn các tên lửa hành trình của phương Tây. Theo Nhật báo Đức là dẫn lời của một chuyên gia quân sự Markus Kiop của Cộng hòa Liên bang Đức nhận định rằng nếu các diễn biến của các sự kiện ở Crimea tiếp tục thì không muộn hơn mùa xuân sẽ có những cái bước ngoặt trong cuộc chiến hiện nay, bởi Crimea nó không chỉ là một trung tâm hậu cần mà nó còn là một căn cứ quân sự phục vụ cho toàn bộ hoạt động của người Nga ở Ukraine. Và đó là lý do tại sao quân đội Ukraine đã dành cho Crimea một cái trận chung kết lớn của cuộc chiến sẽ diễn ra ở đó, và thậm chí nó có thể kết thúc chiến tranh sớm hơn như những cái sự dự kiến. Trong khi đó, có những cái tin tức cho biết ngày hôm qua giao thông trên cầu Crimea lại bị gián đoạn. Và thưa quý vị, liên quan tới việc lưỡng viện Hoa Kỳ đã thông qua một cái ngân sách tạm thời 45 ngày. Và lập tức Tổng thống Joe Biden đã đưa ra những cái tuyên bố sau khi Quốc hội Mỹ thông qua về luật ngân sách không có một viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông Joe Biden nói, trong bất kỳ những trường hợp nào, chúng tôi không thể cho phép sự hỗ trợ của Hoa Kỳ dành cho Ukraine được gián đoạn. Đồng thời, Joe Biden cho rằng, tôi hoàn toàn kỳ vọng Chủ tịch Hạ viện sẽ giữ những cái cam kết của mình đối với dân chúng Ukraine là để đảm bảo thông qua cái sự hỗ trợ cần thiết để chúng ta có thể giúp Ukraine vào cái thời điểm rất quan trọng hiện nay.
Cùng đó, trong cái tuyên bố chung hiếm hoi của lưỡng đảng ở Thượng viện Hoa Kỳ đã cho biết việc viện trợ quân sự dành cho Ukraine sẽ tiếp tục và liên tục. Theo giới phân tích cho rằng, việc Hoa Kỳ bỏ rơi Ukraine bởi những cái áp lực của một thiểu số đảng viên Cộng hòa cực đoan ở Hạ viện, mà điều đó có thể khiến cho Hoa Kỳ bỏ rơi Ukraine là một chuyện không thể xảy ra. Tại sao lại nói như vậy? Bởi theo logic, theo giới phân tích, Nga thắng ở Ukraine, điều đó có nghĩa là Trung Quốc thắng Hoa Kỳ. Trung Quốc thắng tức là toàn bộ Biển Đông của Việt Nam cũng như Biển Đông Á sẽ bị Trung Quốc nuốt chọn, mà Biển Đông bị Trung Quốc làm chủ tức là chiến độ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ sẽ phá sản. Và điều đó kéo theo hàng loạt các hệ quả, đó là các đồng minh của Hoa Kỳ, kể cả Nhật, Úc, Hàn Quốc bị cô lập và đe dọa nghiêm trọng. Và từ đó, Đài Loan, Trung Quốc không cần đánh, cũng thù được về cho Hoa Lục. Những cái điều vừa kể theo giới phân tích nếu xảy ra đồng nghĩa với cái việc đồng minh của Hoa Kỳ sẽ tự động bỏ Hoa Kỳ, và một cái vị thế số 1 của Hoa Kỳ sẽ vĩnh viễn mất đi. Đó là lý do chúng tôi khẳng định với quý vị, một cái khả năng rất cao là Hoa Kỳ không bao giờ chấp nhận và sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Một cái tin xấu cho Ukraine mà theo giới phân tích chắc chắn nó có những cái rắc rối. Đó là ngày hôm qua Chủ nhật, mùng 1 tháng 10, cựu Thủ tướng Robert Fico, một cái người đứng đầu Đảng Dân Chủ Xã hội của Kosovo, thân Nga ở Slovakia đã giành chiến thắng ở cái vị trí nhiệm kỳ Thủ tướng mới. Và Robert Fico lập tức đưa ra những cái cam kết, đó là lập tức cắt đứt quân sự cho Ukraine. Trước đó, Slovakia làm cái quốc gia NATO hết mình viện trợ quân sự cho Ukraine để chống lại sự xâm lược của quân đội Nga. Và thưa quý vị, liên quan tới chiến trường Ukraine, những cái tin tức của quân đội Ukraine đưa ra cho hay, ngày 1 tháng 10 năm 2023, các sĩ quan tình báo của Ukraine đã chỉ huy một cái cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sân bay máy bay trực thăng ở Sochi. Theo đó, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công Sochi vào ngày Chủ nhật 1 tháng 10 và kết quả đã đánh trúng một cái bãi đậu trực thăng của quân đội Nga. Cuộc tấn công được biết được thực hiện bởi Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine. Trong khi đó, truyền thông Ukraine đưa tin đã xác định được rằng do cuộc tấn công máy bay không người lái của Ukraine, một cái bãi đỗ trực thăng của Nga bị đánh trúng ở khu vực SL ở Sochi, và cuộc tấn công đã gây thiệt hại nặng nề. Và vào sáng ngày Chủ nhật 1 tháng 10, quân đội Nga đã thừa nhận và cáo buộc Ukraine pháo kích vào khu chợ trung tâm ở Sibekino, vùng Belgorod. Ngoài ra, còn hàng loạt các vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào các khu vực Smolensk và Krasnodar. Ngoài ra, trong đêm bước sang ngày thứ Bảy, ngày 30 tháng 9, được biết các vụ nổ mạnh đã xảy ra ở vùng Bryansk của Liên bang Nga và nguồn điện đã bị tắt trong một những cái ngôi làng ở khu vực này. Và thú vị, trong cái tuyên bố mới nhất của ông Stoltenberg, Tổng thư ký của khối NATO, khẳng định rằng chúng ta không thể bắn hạ tên lửa bằng chủ nghĩa anh hùng, mà Ukraine cần phải có các loại vũ khí hiện đại nhất của NATO. Trong một cuộc họp báo, Tổng thư ký NATO John Stoltenberg phát biểu cho rằng lòng dũng cảm không thể ngăn chặn được máy bay không người lái, chủ nghĩa anh hùng không thể ngăn chặn được tên lửa Nga, mà Ukraine cần có những loại vũ khí chất lượng cao, số lượng lớn và với tốc độ rất nhanh chóng. Đồng thời, ông Stoltenberg lưu ý rằng Ukraine đã thực hiện những biện pháp đổi mới nhanh chóng trong ngành công nghiệp quốc phòng trong cuộc đại chiến, từ những máy bay không người lái đến những lĩnh vực rà phá bom mìn, và đạt được những hiệu quả thành công rất lớn. Vị trí của Ukraine càng mạnh lên trên chiến trường bao nhiêu thì vị thế của nước này trên bất kỳ một cái bàn đàm phán nào, theo Stoltenberg, nó sẽ tốt hơn. Và điều này nghe có vẻ nghịch lý, nhưng rõ ràng vũ khí cho Ukraine chính là con đường ngắn nhất dẫn tới hòa bình hiện nay. Và thưa quý vị, được biết Liên hiệp châu Âu
cho hay đã có 7 quốc gia đặt mua chung đạn pháo để viện trợ cho Ukraine. Theo thông tin từ Cơ quan Quốc phòng châu Âu EDA, ngày 29 tháng 9 năm 2023, đã có 7 quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu đặt mua đạn dược trong cái khuôn khổ một cái kế hoạch mua chung đề ra vào tháng 3 vừa qua nhằm khẩn cấp viện trợ cho Ukraine, đồng thời bổ sung cái kho dự trữ đang cạn kiệt của phương Tây hiện nay. Theo hãng thông tấn Anh Reuters, cơ quan EDA cho biết đã có 7 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu đã đặt mua đạn pháo 155mm theo một cái thủ tục khẩn cấp. Đó là một đoạn đạn pháo được Ukraine sử dụng nhiều nhất trong cuộc chiến chống nước Nga hiện nay. Tuy nhiên, cơ quan châu Âu không nêu cụ thể quốc gia nào đã đặt mua và giá trị của mỗi đơn đặt hàng là bao nhiêu. Theo Reuters, họ cũng đã tìm hiểu từng nước thành viên Liên Âu và đã biết đó là Luxembourg, Litva thông báo họ đã đặt mua đạn dược. Riêng Bộ Quốc phòng Luxembourg còn cho biết giá trị hợp đồng với số lượng 2 triệu euro. Đồng thời, Cơ quan Quốc phòng của Liên minh châu Âu cũng cho biết số đạn dược được đặt mua liên quan tới 4 hệ thống pháo hiện đại được thiết kế và sản xuất từ châu Âu và các lực lượng quân đội Ukraine đang sử dụng phổ biến, đó là Caesar của Pháp, Krab của Ba Lan, PZH-2000 của Đức và Zuzana C-200 của Slovakia. Vẫn theo Reuters, một cái kế hoạch mua chung đạn dược mà Liên Âu khởi động từ tháng 3 năm 2023 với một cái giá trị ít nhất khoảng 2 tỷ euro, với một cái chỉ tiêu đó là gửi được 1 triệu trái đạn pháo và tên lửa đến Ukraine từ nay tới cuối năm. Và việc các cái quốc gia Liên Âu tăng cường viện trợ quân sự Ukraine đã làm cạn kiệt các cái kho dự trữ quân sự của chính họ, và các cái nước này được biết cũng phải bổ sung các cái kho đạn của mình. Trong khi đó, được biết Thụy Sĩ sẽ chi 100 triệu euro cho việc rà phá bom mìn ở Ukraine. Đó là cái thông báo ngày 29 tháng 9 năm 2023 của chính phủ Thụy Sĩ loan báo rằng Thụy Sĩ quyết định tài trợ 100 triệu franc. Thụy Sĩ tương đương với 103 triệu euro cho công việc rà phá bom mìn tại Ukraine trong giai đoạn 2024-2027. Trong một cái thông cáo báo chí, chính phủ Liên bang Thụy Sĩ cho biết khoản tài trợ vừa kể sẽ được dùng vào cái việc cung cấp thiết bị đào tạo những cái người rà phá bom mìn ở Ukraine vì một cái mục đích nhân đạo. Do có cái vị thế trung lập nên Thụy Sĩ không thể hỗ trợ các cái hoạt động rà phá bom mìn vì mục đích quân sự. Theo giới quan sát cho biết hiện nay bom mìn và các cái thiết bị nổ trên diện khoảng 1/3 lãnh thổ Ukraine, đặc biệt trong các cái cánh đồng ngũ cốc. Điều đó mang một ý nghĩa sống còn đối với kinh tế Ukraine. Và thưa quý vị, trở lại cái thông tin liên quan tới việc quân đội Anh đưa ra những cái tuyên bố cho rằng họ sẽ đưa quân đội tới Ukraine. Những cái thông tin vừa kể khiến cho truyền thông quốc tế lo ngại về sự tham chiến của lực lượng NATO. Tuy nhiên, thưa quý vị, trong cái tuyên bố mới nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh nói với Telegraph rằng sau chuyến thăm Kiev, ông đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Zelensky về cách thức Hải quân Hoàng gia Anh có thể đóng vai trò bảo vệ các cái tàu thương mại khỏi các cái cuộc tấn công của lực lượng quân đội Nga. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh cũng kêu gọi lập thêm các cái công ty quốc phòng của Anh để tạo điều kiện Anh Quốc sẽ thành lập các nhà máy sản xuất vũ khí tại nước này. Tuy nhiên, thưa quý vị, lập tức sau khi thông tin được Telegraph đưa ra, lập tức Thủ tướng Anh ông Sunak đưa ra tuyên bố kịp thời và cho rằng đó là một cái kế hoạch của tương lai. Hiện nay chưa có kế hoạch đưa binh sĩ Anh tới Ukraine. Trong một bản tin, Reuters cho hay ngày 1 tháng 10, Thủ tướng Anh ông Rishi Sunak đã khẳng định hiện nay chưa có cái kế hoạch triển khai các cái giảng viên quân sự tới Ukraine. Và những cái điều vừa kể theo giới phân tích, nó trái ngược với những cái bình luận do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Quốc đưa ra. Ông này cho biết ông muốn bắt đầu huấn luyện quân đội Ukraine ngay lập tức. Theo giới phân tích cho tới nay, Anh Quốc và các cái đồng minh
của Ukraine vẫn tránh hiện diện quân sự chính thức tại cuộc chiến để giảm những nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga. Theo Thủ tướng Anh Sunak cho rằng điều mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của chúng tôi nói, nó làm cái việc có thể một ngày nào đó trong tương lai. Chúng tôi sẽ thực hiện các cái kế hoạch huấn luyện ở Ukraine, nhưng đó là cái vấn đề lâu dài, không phải là ngày lập tức, và sẽ không có binh sĩ của Anh Quốc được cử đi chiến đấu trong cuộc xung đột tại Ukraine. Và thưa quý vị, trước những thông tin binh sĩ Anh sẽ huấn luyện cho quân đội Ukraine tại Ukraine, lập tức cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 1 tháng 10 đưa ra những tuyên bố đe dọa cho rằng nếu quân đội Anh huấn luyện cho quân đội Ukraine trên lãnh thổ Ukraine thì lập tức sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga. Và thưa quý vị, Medvedev lâu nay ít thấy xuất hiện, và một cái bài vở liên quan tới vũ khí hạt nhân hầu như đã mất tác dụng, đã đưa ra một cái làn ranh đỏ cho nước Nga cấm không được sử dụng vũ khí hạt nhân. Và thưa quý vị, trở lại cái tin tức liên quan tới việc Putin quyết định quay xe, tiếp tục sử dụng lực lượng Wagner tại chiến trường Ukraine. Truyền thông Nga đưa tin cho biết, trong cái cuộc gặp giữa Putin và thủ lĩnh mới của lực lượng Wagner ngày 28 tháng 9, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc tiếp xúc với thủ lĩnh hàng đầu của tập đoàn quân sự Wagner, một cái người nổi tiếng với một cái biệt danh xì đòi hay tóc bạc. Cuộc gặp gỡ vừa kỳ có một sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Inut Bekzevkurov. Tình cảnh ngặt nghèo vì một cái cuộc nổi loạn vào cuối tháng 6 của ông trùm Prigozhin, mà được biết Prigozhin sau đó đã chết trong cái tai nạn máy bay hồi tháng 8, được cho là có bàn tay của Putin. Mà tại cái cuộc gặp ngày 28 tháng 9 vừa qua, được biết Tổng thống Nga Putin đã đề nghị Joseph tham gia thành lập các đơn vị tình nguyện có thể thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu khác nhau trong cuộc xâm lược Ukraine. Theo giới phân tích cho rằng, Joseph tóc bạc là một người từng cùng Prigozhin trong việc chỉ huy lực lượng Wagner. Vào ngày 29 tháng 6, chỉ 5 ngày sau cuộc nổi loạn của Prigozhin và trong cuộc gặp gỡ 3 tiếng đồng hồ, Tổng thống Nga Putin đã đề nghị Wagner tiếp tục phục vụ ở Nga và lực lượng lính Wagner sẽ hoạt động dưới quyền chỉ huy của Joseph tóc bạc. Nhưng Prigozhin lúc đó vào cuối tháng 6 đã kiên quyết từ chối. Được biết sau khi nghe những cái đề xuất của Tổng thống Nga Putin, Prigozhin lúc đó đã nói với Putin rằng không, các cái chàng trai sẽ không đồng ý với những cái quyết định của Tổng thống đâu. Đó là những lời kể lại của Tổng thống Nga Putin về một cái nội dung của gặp cuối tháng 6. Nhưng sau khi Prigozhin thiệt mạng, dường như không có gì có thể ngăn cản Joseph tóc bạc trở thành một cái người dẫn dắt Wagner. Được biết Joseph sinh năm 1953, cũng đến từ thành phố Saint Petersburg, người đồng hương của Prigozhin, và Joseph tóc bạc đã từng chụp ảnh với Tổng thống Nga Putin. Joseph tóc bạc làm cựu chiến binh, nhận huy chương trong cuộc chiến Nga ở Afghanistan và Chechnya. Joseph tóc bạc cũng làm cái cựu chỉ huy trong lực lượng phản ứng nhanh của Bộ Nội vụ Nga. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 9, nước Nga tổ chức một năm sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine vào lãnh thổ Liên bang Nga. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, trong tuyên bố đã chúc mừng người dân Nga nhân cái ngày gọi là ngày thống nhất những vùng lãnh thổ mới sáp nhập vào nước Nga. Medvedev gọi một cái cuộc trưng cầu dân ý cách đây một năm về việc sáp nhập những cái vùng lãnh thổ của Ukraine bị chiếm đóng, và gọi đó là quyết định định mệnh, và nó là một biểu tượng không chỉ cho việc khôi phục công lý lịch sử mà nó còn thể hiện một cái sự đoàn kết của người Nga. Đồng thời Medvedev tuyên bố nước Nga sẽ tiếp tục cho đến khi hủy diệt hoàn toàn chế độ Kiev quốc xã và giải phóng các lãnh thổ nguyên thủy của Nga khỏi sự chiếm đóng của kẻ thù tức Ukraine. Và thưa quý vị, lập tức cố vấn tránh văn phòng của Tổng thống Zelensky, ông Mikhail Podolyak, đã đưa ra những tuyên bố cho rằng không có bất kỳ một cái lãnh thổ mới nào là của Nga, lãnh thổ sáp nhập nào cả, và cũng không có bất kỳ một cái cơ hội nào
cho quân chiến đấu Nga có thể duy trì quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của Ukraine. Vẫn theo ông Podolyak, chỉ có lãnh thổ Ukraine, trong đó có cả bán đảo Crimea, một cái nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt. Chúng tôi tiêu diệt sự chiếm đóng của nước Nga và những cái tham vọng của Putin. Và thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.